Đây tôi mua một cái máy khoan của Panda, lại mua một cái máy khoan hiệu Panda nhé. Cái này hiệu Panda công suất là 820W, tốc độ 3.200 một phút, chạy điện 220 50 Hz, dùng mũi khoan to nhất là 13 mm, tức là 1/3. Công nghệ Nhật Bản, Technomori Tokyo, Japan. Mà cái này như sản xuất ở Trung Quốc này. Xuất xứ Trung Quốc, đúng rồi. Công ty dụng cụ điện Lệ Thủy Trung Quốc. Panda Trung Quốc. Rồi, xem. Tay khoan, sách hướng dẫn sử dụng, một cái chổi than, chổi than một bộ chổi than sư cua, tay cầm. Đây còn cầm này có thể là khoan này nó có hai cái chế độ. Cái chế độ búa này và chế độ khoan. Quay ngược và quay xuôi. Rồi, bỏ cái này lại. Dùng chế độ khoan. Okay. Rồi. Bắn mũi bắt vít. Để bắn thử vít nhá. Thử viết này.